xích ngửi vào. Không lắm chi cho hết thiệt. Không lắm chi cho hết còn mặn. Em đi lần đầu hả em? Dạ không. Khách gì hả? Cái bà nó vô đây chứ không có rửa mặt. Nó vô đây chứ không có rửa mặt. Kêu đi. Mấy phút nữa biết. 2 phút thôi toàn đó nha. Chuẩn bị rửa mặt nha. Hồi xưa cái vụ mà hồ mày anh Miền biết không nhỉ? Nhỉ? Bên Tây Ban Nha. Nghe mấy người kêu ghét ghét gì đó. Hết đen, hết đen. Hàng hàng ra rồi. Hết đen rồi. Cái nãy thì đi lên mạng thì báo thì thấy giống như là nó chia tay rồi đấy kìa. Lấy gì vừa vô đắp. Tôi tìm tin tức của nhà nữa. Đâu không? Lưu nha cái hồ mày nhá. Thì cái ví là chắc cũng lý trí chưa? Kiểu chị vô mấy cái này của bà xong mấy thằng bình luận cứ kêu là ước nha thì mày có bốn người như hồi trước đó kìa. Nó cắt cắt kia vẫn hạnh phúc không? Mày đi hai ốc thôi. Ông gì đó hả? Ông gì? Biết vui thì nói bị gai, vui thì nói say, không phải là chứ. Từ trước đi qua đọc báo thấy có kêu có người kêu là bị gai đó. Thì có phải cổ gai hai ông đi á. Cái gì đen đó đúng không? Ông đen ba người đen ba. Chân có hình xăm dài thôi. Không đúng phim hoa hồng như trái. Hồng đen à? Ông biết biết chị biết mà ông nói tên chi hề anh tên cái chi đen đen nè ờ ông tên đăng á chữ có ông chìm nghiễm luôn rồi con nước của chị bé bị bỏng đầu ở nhà nó làm kiểu phải mụn lắm nè bị cây đá chị kia ừ người đẹp chậm mê quá đi tốt hơn người đẹp bỏng chỗ này lì dữ đi trời chỗ bán đi không có chị đó
trời. Da ông dầu nữa kìa. Trời nắng lì dữ đi trời. Mụn đi móc luôn rồi. Mụn sao? Mấy tháng nào có đi đây em? Dạ ba. Ba để lâu quá. Nhưng mà chị này cũng ở miền Tây đúng không vậy hả? Ngay cái giọng ngọt. Một trang bên đây thấy đen rồi. Sao bà kêu là bà cũng có một hộp kem mua ở nhà mất tháng rồi. Cái em làm rồi nữa. Chị qua, chị không làm được chị qua này. Ok. Em đi qua hai ba đi.